Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Tiệc cưới xa hoa của cặp nghệ sĩ nổi tiếng dành nhiều thời gian để lập kế hoạch, lên ý tưởng cũng như thi công các hạng mục chi tiết sau một năm yêu nhau sóng gió. Như Quỳnh Ngọc Sơn đã về chung một nhà bằng một đám cưới xa hoa tại Game Center vào tối ngày 10 tháng 10. Đám cưới của cặp đôi nổi tiếng diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc. Cô dâu và chú rể đã có những giây phút khóc, cười cùng nhau trước gia đình, bạn bè. Họ trao nhau ánh mắt tình tứ, nụ hôn đắm đuối cùng lời thề ước. Bên cạnh hình ảnh lãng mạn, hạnh phúc của Như Quỳnh Ngọc Sơn, không gian xa hoa của buổi tiệc để lại nhiều ấn tượng cho khách tham dự. Để có một không gian tiệc cưới như trong cổ tích, cặp nghệ sĩ nổi tiếng cùng công ty tổ chức sự kiện Serenade mất hơn 4 tháng lập kế hoạch, lên ý tưởng cũng như thi công các hạng mục chi tiết. Một trong vô số điều đặc biệt và thú vị là những lai bàn cong mềm mại, được trang trí và thiết kế đặc biệt. Bên cạnh 16 lai bàn theo phong cách Hoàng tộc Anh, buổi tiệc còn sử dụng tới 1.440 cây nến, 30.000 bông hồng, gần 30.000 viên pha lê, 5 vòng hoa ở cổng tiếp khách cùng nhiều không gian lãng mạn khác, dàn nhạc riêng dành cho đám cưới của cặp đôi, bàn gallery được trang trí bằng hoa hồng trắng, treo tên và hình ảnh của cô dâu, chú rể. Ngoài các chi tiết trang trí đám cưới độc đáo, bánh cưới của Như Quỳnh Ngọc Sơn cũng được chăm chút tỉ mỉ. Trước khi tổ chức tiệc cưới cho Như Quỳnh Ngọc Sơn, Serenade cũng từng tổ chức đám cưới cho ca sĩ Lan Trường. Nhiều thông tin trên mạng đang đồn đại rằng ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Như Quỳnh sắp làm đám cưới. Dĩ nhiên, độ xác thực hầu như không có. Thế nhưng, đó cũng là một câu chuyện vui vẻ và thú vị cho những ai quan tâm đến hai ca sĩ nổi tiếng này. Sau gần một phần tư thế kỷ định cư ở Mỹ, ca sĩ Như Quỳnh mới chính thức về nước biểu diễn. Giải đặc biệt cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 1991 chỉ là một bước đệm nho nhỏ cho chuyến hành trình nghệ thuật của ca sĩ Như Quỳnh. Nhờ sức, nhiều thông tin trên mạng đang đồn đại rằng ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Như Quỳnh sắp làm đám cưới. Dĩ nhiên, độ xác thực hầu như không có. Thế nhưng, đó cũng là một câu chuyện vui vẻ và thú vị cho những ai quan tâm đến hai ca sĩ nổi tiếng này. Sau gần một phần tư thế kỷ định cư ở Mỹ, ca sĩ Như Quỳnh mới chính thức về nước biểu diễn. Giải đặc biệt cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 1991 chỉ là một bước đệm nho nhỏ cho chuyến hành trình nghệ thuật của ca sĩ Như Quỳnh. Nhờ sức lan tỏa của những chương trình ca nhạc ở hải ngoại mà tên tuổi ca sĩ Như Quỳnh được ái mộ trong nước. Hầu hết các live show của ca sĩ Như Quỳnh tổ chức trong vòng một năm qua đều đạt doanh thu rất tốt. Chính điều ấy, game show truyền hình thần tượng Bolero đã mời ca sĩ Như Quỳnh làm huấn luyện viên cùng với ca sĩ Ngọc Sơn cùng cộng tác với nhau trong một chương trình kéo dài mấy tháng. Ca sĩ Ngọc Sơn cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về nữ đồng nghiệp Việt Kiều. Nhiều lần ca sĩ Ngọc Sơn mời ca sĩ Như Quỳnh ghé thăm ngôi biệt thự trị giá 100 tỷ nằm ngay trung tâm Sài Gòn của anh. Khi song ca với ca sĩ Như Quỳnh, ca sĩ Ngọc Sơn tranh thủ thổ lộ rằng đã cứng tiếng xét ái tình ngay lần đầu gặp ca sĩ Như Quỳnh, thậm chí còn cường điệu rằng cảm xúc đó nhiều hơn cả tình yêu. Với bản lĩnh một ngôi sao, ca sĩ Như Quỳnh thừa khả năng ứng phó tình huống bất ngờ từ phía ca sĩ Ngọc Sơn. Ca sĩ Như Quỳnh vẫn cười rạng rỡ để chia sẻ, ca sĩ Ngọc Sơn chính là thần tượng của. Được thần tượng nắm tay đã hạnh phúc lắm rồi. Trong game show thần tượng Bolero, ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Như Quỳnh có những nhận xét khá tương đồng và những đối đáp khá ăn ý. Đây là điều không khó hiểu, vì trong dòng nhạc Bolero, cả ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Như Quỳnh đều thuộc hàng tượng thạo và có không ít kinh nghiệm xử lý những giai điệu trữ tình chinh phục người nghe. Nói một cách thẳng thắn, để làm huấn luyện viên cho thần tượng Bolero thì trong các ca sĩ Việt Nam hiện nay, không ai so được với ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Như Quỳnh. Đặc biệt, ca sĩ Ngọc Sơn còn có khả năng sáng tác riêng những ca khúc rất mùi mẫn về các mối tình éo le. Cũng trên sân khấu game show thần tượng Bolero, khi được hỏi về chuyện tại sao hai người đã coi nhau như tri kỷ nhưng lại không đến với nhau, ca sĩ Như Quỳnh trả lời hóm hỉnh đúng kiểu người thường xuyên giao tiếp trốn son phấn. Nếu được như vậy thì tôi đã không độc thân đến bây giờ.
Còn ca sĩ Ngọc Sơn thì hồi theo, vẫn chưa một đâu, em ca sĩ Ngọc Sơn chỉ lớn hơn ca sĩ Như Quỳnh có 2 tuổi, nhưng thành danh trước ca sĩ Như Quỳnh cả chục năm. Khi ca sĩ Như Quỳnh rụt rè đi ứng thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 1991, thì ca sĩ Ngọc Sơn đã là một ca sĩ ngôi sao có cát xê cao nhất nước. Ca sĩ Ngọc Sơn đã bước qua phong độ đỉnh cao từ lâu. Dù ca sĩ Ngọc Sơn rất chăm chỉ luyện tập, nhưng dấu hiệu tuổi già đã hiện diện cả trên khuôn mặt và giọng hát của anh. Chỉ có tính cách của ca sĩ Ngọc Sơn thì vẫn rất vui vẻ trẻ trung, lúc nào cũng đùa được và cái gì cũng đùa được. Nếu ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Như Quỳnh đến với nhau thì có xứng đôi không? Quá xứng đôi chứ. Đó là phép cộng của hai danh ca, hai phong thái trái ngược nhau có thể bù đắp cho nhau. Ca sĩ Như Quỳnh từng lập gia đình khá muộn màng với kỹ sư ngành hàng không Nguyễn Thắng đẹp trai như tài từ Hàn Quốc. Thế nhưng, khi con gái Melody Đông Nghi của họ được 3 tuổi thì vợ chồng ca sĩ Như Quỳnh ly dị. Ca sĩ Như Quỳnh giành quyền nuôi con gái và nhận hết sai lầm về bản thân. Ca sĩ Như Quỳnh bộc bạch, hôn nhân đổ vỡ vì cô không biết chăm sóc cho tổ ấm bé nhỏ trước những thử thách cuộc sống trên đất Mỹ. Hâm mộ nghệ sĩ thì dễ, nhưng gần gũi với nghệ sĩ rất khó. Vợ chồng đều là nghệ sĩ thì sự rạn nứt mỗi ngày rình rập ngay hiên nhà. Trước tin đồn ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Như Quỳnh sắp đám cưới, mỗi người có cách phản ứng riêng. Ca sĩ Như Quỳnh bảo rằng, nếu chỉ dựa vào vài tấm ảnh chụp chung mà báo hiệu hôn nhân, nuôi con gái và nhận hết sai lầm về bản thân. Ca sĩ Như Quỳnh bộc bạch, hôn nhân đổ vỡ vì cô không biết chăm sóc cho tổ ấm bé nhỏ trước những thử thách cuộc sống trên đất Mỹ. Hâm mộ nghệ sĩ thì dễ, nhưng gần gũi với nghệ sĩ rất khó. Vợ chồng đều là nghệ sĩ thì sự rạn nứt mỗi ngày rình rập ngay hiên nhà. Trước tin đồn ca sĩ Ngọc Sơn và ca sĩ Như Quỳnh sắp đám cưới, mỗi người có cách phản ứng riêng. Ca sĩ Như Quỳnh bảo rằng, nếu chỉ dựa vào vài tấm ảnh chụp chung mà báo hiệu hôn nhân, thì tôi đã lấy chồng trên 100 lần rồi. Tôi ái mộ anh Ngọc Sơn từ khi còn là một cô bé, bé tí ti thôi. Nghĩa là, đối với ca sĩ Như Quỳnh, thì ca sĩ Ngọc Sơn trước đây là thần tượng và bây giờ cũng là thần tượng. Thần tượng già thì sao xuyến, dĩ nhiên không bằng thần tượng trẻ. Còn ca sĩ Ngọc Sơn đính chính tin đồn theo sự tương tưởng thường thấy của anh. Chuyện này không có đâu, vì thời gian Ngọc Sơn nghỉ ngơi còn không có thì làm sao có thời gian đi bàn chuyện đám cưới với Như Quỳnh. Ngọc Sơn từng có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh, nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Còn giờ đây chúng tôi chỉ là hai anh em thân thiết với nhau trong nghề và trong cuộc sống đời thường. Xin cảm ơn đại gia đình đã luôn yêu mến. Khi nào có tin vui, Ngọc Sơn chắc chắn sẽ thông báo ngay trong ngày hôm nay, ngày 16 tháng 10. Ca sĩ Ngọc Sơn cũng chính thức lên tiếng. Nam ca sĩ chia sẻ, cả nhà ơi, chuyện này không có đâu vì thời gian Ngọc Sơn nghỉ ngơi còn không có thì làm sao có thời gian đi. Bàn chuyện đám cưới với Như Quỳnh, Ngọc Sơn từng chia sẻ trên báo rằng mình từng có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh, nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm trước. Còn giờ đây chúng tôi chỉ là hai anh em thân thiết với nhau trong nghề và trong cuộc sống đời thường. Về phía Như Quỳnh, cô cũng từng tiết lộ, từ nhỏ đã ái mộ Ngọc Sơn vì mê nghe bolero và luôn ao ước một lần tận mắt chứng kiến thần tượng. Có lẽ vì tình cảm dành cho nhau ngay từ khi chưa gặp mặt nên khi có cơ hội làm việc chung, cả hai thể hiện sự yêu quý nhau ra mặt, đặc biệt chung ảnh tình bể tình khi Như Quỳnh thăm nhà trăm tỷ của Ngọc Sơn có lẽ chính là nguyên nhân khiến rộ lên tin đồn cặp đôi sắp cưới. Ngọc Sơn từng xuất hiện với tư cách khách mời tại live show của Như Quỳnh hồi tháng 1 năm 2018. Đây là live show đánh dấu sự trở về của nữ ca sĩ sau nhiều năm xa xứ. Tại chương trình này, cặp đôi dành cho nhau rất nhiều. Có lẽ vì tình cảm dành cho nhau ngay từ khi chưa gặp mặt nên khi có cơ hội làm việc chung, cả hai thể hiện sự yêu quý nhau ra mặt, đặc biệt chung ảnh tình bể tình khi Như Quỳnh thăm nhà trăm tỷ của Ngọc Sơn có lẽ chính là nguyên nhân khiến rộ lên tin đồn cặp đôi sắp cưới. Ngọc Sơn từng xuất hiện với tư cách khách mời tại live show của Như Quỳnh hồi tháng 1 năm 2018. Đây là live show đánh dấu sự trở về của nữ ca sĩ sau nhiều năm xa xứ. Tại chương trình này, cặp đôi dành cho nhau rất nhiều. Lời có cảnh và những hành động thân mật như cùng nhau khiêu vũ trước mặt khán giả, có lúc không kiềm chế được trước sự đáng yêu của Như Quỳnh. Ngọc Sơn còn bị bắt gặp khoảnh khắc định hôn trộm nữ ca sĩ. Và có lẽ nguồn cơn của tin đồn cặp đôi chuẩn bị làm đám cưới chính là chụp ảnh Như Quỳnh đến thăm nhà 100 tỷ của Ngọc Sơn.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.